anh sẽ đưa thử thách luôn, là anh nói tâm trạng sao thì em sẽ chọn một cái bài hát phù hợp. Anh đang đói bụng quá. Đói á? Ok, sẽ tặng anh một bài có chữ đói luôn. Hả? Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói à. Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời. Nào cá, nào tôm, nào cua, thế thế tôi ăn luôn cả rau. Thì tôi thì ăn thương tôi xong tập thể dục. Ok. Bây giờ tâm trạng của anh là giờ anh hết tiền rồi. Hết tiền nhá. Anh khổ tâm quá. Anh nghèo quá em ơi. Giờ hết tiền. Hết tiền thì gọi là sao nhở? Giờ ta chẳng còn chi, lại trong tay mà thôi. Đôi bạc răng lắm phú phàng. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không chẳng tay lại về không. Wow. Lý. Anh Duy Mạnh version nữ à. Ok. Sáng nay anh là trưa nên mới ăn cái tô bún riêu. Anh đau bụng quá. Hả? Anh muốn cái gì? Đi thật xa để trở về. Đi thật xa để trở về. Có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Không em, cái này anh không có đồng ý. Bởi vì là đang muốn... đau bụng, đang muốn giải quyết là phải đi chỗ nào gần gần. Đi xa cho chết. Đúng. Đi xa cho nó nổ bánh xác hả? Đấy. Không sao. Thôi bây giờ là thử thách là 3 thì em đã thắng 2 rồi. Bây giờ là em gọi là vượt qua thử thách một cách gọi là trên trung bình. Ok. Không, ý là quà ấy. Quà đó. Bây giờ mình thử thách thì mình phải có quà chứ ạ. Được. Nếu mà qua là em có quyền sai khiến anh. Được luôn đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ trên xe thì em không biết sai khiến anh cái gì cả. Thì đó vẫn là vấn đề em ạ. Em sẽ vận dụng kiến thức từ năm tiểu học cho đến đại học của em. Em sẽ gọi là đặt ra cho anh một thử thách ngược lại. Ok. Bây giờ trong 10 giây anh phải tìm và hát được một ca khúc nào và nó thỏa mãn được cái bài lúc nãy anh đặt cho em. Mà bài anh đang rất buồn và anh muốn đi vào đó. Đúng 10 giây. 10. Buồn ơi, ta xin chào mi. Khi người yêu mọi người có thấy đã bỏ ta đi. Mọi người buồn ơi, yêu đương là thế. Đó là lúc mà mình phải gồng kiểu vình hai cái bức tường. Khi người ta trời ơi. Được chưa? Em không nghĩ ra luôn thật sự. Đó, buồn ơi ta chào mi rồi đó. Lúc đó là mình đang ok. Trường hợp này chúng tôi chưa kịp nghĩ ra. Và bây giờ là thử thách dành cho học sinh giỏi văn. Em nghe em run luôn. Thật em bị sang chấn tâm lý luôn ấy. Đây là một thử thách mà cũng rất nhiều nghệ sĩ đã tham gia. Chưa có ai vượt qua được. Để coi hôm nay học sinh giỏi văn có vượt qua được hay không. Anh nghĩ em có vượt qua được không? Anh nghĩ là không. Mời anh. Đây, câu không có dấu. Mời em đọc. Lật từ từ nha, đừng có lật hết lần nha. Có về ăn cơm không con chờ. Đúng không anh? Có về ăn cơm không con chờ. Nghĩa là mình nói với mẹ, ví dụ nói với bố đi. Alo bố ơi, bố có về ăn cơm không con chờ nè. Vượt qua. Câu 1 vượt qua. Câu thứ 2. Mình phải bình tĩnh nào. Ủa đây là chữ C hay là gì anh? C. Báo cáo sự cố ở cốp xe. Đúng không? Còn gì nữa? Mà báo đâu có cáo gì? Sự cố ở cốp xe. Có vấn đề gì vậy? Báo cáo chỉ huy. Có sự cố ở cốp xe. Báo cáo sự cố ở cốp xe á? Đúng. Không có một cái sự cố nào ở cốp xe cả. Ủa nhỡ may ví dụ anh đi mà cốp xe anh chưa đóng lại, hay cốp xe anh bị cháy hay là bị cái gì đấy, thì nó không phải là sự cố. Là cái gì? Là cái gì? Rồi, câu 2 qua. Câu 3 rồi em qua có được hay không? Từ nào? Em đọc đi nào, đọc nhanh nào. 5. Anh không cần mua báo nữa đâu, em mất kính rồi. Cái chương trình làm ơn ra câu nào khó dùng cái đi. Chứ mấy câu dễ như này mà đố thì mất thời gian ấy, hơi mất thời gian ấy. Câu này em có vượt qua được không nhá?
5 giây thôi. 5. Em đang bán đầm bên nhà thằng bạn. Mấy? Bán mất đầm? Không, không có nghĩa. Không thể nào chấp nhận được câu này. Mắc mơ. Ủa, gì tại em sao đi? Thế bây giờ anh đọc cái gì? Bây giờ anh là bồ em đi. Ok. Mắc gì em đi bán đầm bên nhà thằng bạn em? Bởi vì thằng bạn em là chủ shop. Lại hợp lý. Trời ơi, thằng anh Vinh ơi, là anh Vinh ơi này. Tại sao nó lại làm chủ shop chứ? Mình đã có tiền. Hay có câu nào khó nhất anh đưa ra luôn đi, chứ mấy câu dễ dễ như này anh ngại trả lời quá ấy. Đây em không có nhiều thời gian ấy. Đây là câu cuối cùng. Nhưng mà câu này gọi là mang tính quyết định đúng không? Quyết định luôn. Ok. 5. 4. Nhưng mà từ từ. 3. Trời ơi, cái chương trình làm ôn ra câu nào không khó dùng cái đi. Chứ mấy câu dễ như này mà đố thì mất thời gian ấy, hơi mất thời gian ấy. Ồ, thứ. Hai đây. Sao nhưng mà anh có quy định thời gian đâu, anh phải có cho chứ. Em nghĩ. Cứ anh. Em cứ đọc theo cách em nghĩ đi. Em đừng có miễn cưỡng. Cụ anh bị hư. Mắc gì cụ anh bị hư. Em mắc là gì phải đem dấu nặng vô làm gì. Cụ anh bị hư, em xem chụp lại. Sai. Cái này là gì ạ? Nghe người trí tuệ nói nè. Wow. Cứ ảnh bị hư, em xem chụp lại. Bây dám giờ... làm dám chịu thôi anh. Đó. Bây giờ nè. Đầu kia có một cái anh đang ngồi xe máy. Em phải xuống. Ủa? Ủa alo. Em làm nũng gì anh... Ôi nhưng chú ấy là tôi lớn tuổi rồi anh không. Ơi đó. Anh chọn một đối tượng nào trẻ trung hay là anh bảo vệ cái được không? Không, nhưng mà anh bảo vệ đi, anh hợp lý. Bảo vệ nhá, mà em không được nói gì hết. Em không được nói là em đang quay chương trình cái gì hết. Em cứ đứng trước mặt ảnh. Em cứ đứng, em cứ cứ 3 giây là em làm một cái điều động tác. Ok vậy. Ok nhá. Đồng ý. Bây giờ anh muốn em qua bên kia sang cái chỗ cái anh rút tiền á, em làm nũng gì anh. Ok, làm nũng gì anh, chú ông về. Bảo vệ rồi. Ok, good job.